Đây mình xin giới thiệu máy pha cà phê tự động Siroca, dòng của nội địa của Nhật. Nó vừa có chức năng pha cà phê bột này, vừa có chức năng pha cà phê hạt. Đây thì mình sẽ làm cái video test thử máy. Đây, máy còn mới tinh, chưa qua sử dụng. Cái máy này thì mình đã bỏ ra, đầu tiên là mình sẽ cho nước vào đây. Nước thì sẽ được tối đa là 4 cốc. Đây, cà phê. Đây, cho cà phê đây, ở đây nó sẽ có chế độ xay. Nước và cà phê đã cho rồi. Đây là khay chứa nó này. Đây, mình sẽ cho vào, mình sẽ pha trước là pha đúng cốc. Pha cà phê bột thì bạn sẽ quay vào đây. Một cốc cà phê thì tương đương cả tầm 3 thìa cà phê bột. Máy còn rất nhiều mới, nhỏ gọn tiện lợi. Cà phê nóng luôn nhé, ra cà phê nóng cho mình luôn.